Video lắc rắc. Xin chào các bạn, hobbyist của mình. Hôm nay mình có một cái video rất là hay cho các bạn nha. Hướng dẫn sao làm cái bình terrarium này bằng rau củ. Nó rất là dễ thương, rất là xinh, rất là cute. Để cho con nhà mình bây giờ là cũng là thượng hành mấy đồ thiên nhiên. Thiên nhiên. Mấy bạn nào mà có một cái bàn tay ác độc, bàn tay phù thủy, bàn tay mà đụng gì chết đó, là cái video này cho các bạn nha. Tại vì cái này rất là khó để giết, bởi vậy rất là easy để làm. Bạn nào mà có thể giết được cây này, please inbox cho mình nha. Mình sẽ inbox ngược lại và sẽ gửi địa chỉ đi mua cây giả. Tại vì nếu mà cây này chết là bó tay luôn đó. Cái này rất là dễ làm. Mình cần chỉ là một cái bình thủy tinh nha. Một bình thủy tinh. Bình thủy tinh nào cũng được hết. Và mấy rau củ là mình đã để qua ngày mà đã mọc mấy con mắt. Mấy con mắt nha mấy bạn. Ở đây nè, thấy không? Nhìn vô là thấy là 1, 2, 3, 4, mấy con mắt luôn. Nghĩa là từ mấy con mắt này nó sẽ mọc ra mấy cái rễ cây, mấy nhánh cây. Vậy thôi, rất là dễ. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mình chỉ cần bỏ chút xíu nước trong cái bình thủy tinh của mình. Rồi mình có thể bỏ đá ha, bỏ đá cho nó xinh, cho nó dễ thương, cho nó kêu đó. Xin lỗi nha mấy cái bạn, tiếng Việt không có rành lắm nha. Mình xin ở Canada đó. Bây giờ mình chọn mấy cái củ nè, mấy cái củ nào mình thích, củ nào thì mình chọn củ đó, thì mình bỏ củ vô đây đó. Vậy thôi, rất là dễ, rất là easy nha mấy các bạn. Chỉ để khoảng từ một ngày tới một tuần là nó bắt đầu nó mọc. Nó sẽ mọc dây như vậy nè. Đó, rễ thương không? Kêu không? Đó, xinh không? Thì tin không? Đó, bây giờ hết từ luôn rồi đó. Đẹp nha. Mà rẻ tiền nữa, không cần xài một cách nào luôn á các bạn. Chỉ xài trước mấy cái rau củ mà không có ăn nữa, mình để quên á. Đó, vậy thôi. Lấy mình xài xong nó sẽ mọc như vậy nè. Rất là dễ thương nha. Đó, mấy bạn mà không thể nào mà thể nuôi cây được, cái này rất là dễ cho mấy bạn. Nếu mà nó mọc dài á thì mình chỉ cần cắt thôi. Cắt bỏ nha. Nè, đó, mình cắt ở đây. Bụp. Đó, bụp một cái. Đó, vậy nè, sao hả? Mình chỉ bỏ cái nhánh này vô nước để nó mọc rễ nữa, xong mình trồng thôi. Cái lá này mình ăn cũng được đó các bạn. Đó, vậy thôi nha. Nếu mọi người có thích video này nha, nhớ là subscribe, like, share, tùm lum tùm lưu dưa hết nha các bạn. Đó, đây là video đầu tiên của mình nói bằng tiếng Việt, hơi bị lớ mà cũng cố gắng thôi phải không? Ok, cảm ơn.